Kính chào quý vị và các bạn. Cập nhật mới nhất về cơn bão số 2, bão đã bắt đầu giảm cấp. Lúc 1 giờ sáng nay thì cường độ của nó là cấp 9 cấp 10 và nằm ở trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Dự báo là 5 giờ sáng thì bão sẽ đi vào đất liền khu vực Quảng Ninh đến Hải Phòng, cường độ tiếp tục giảm thêm còn là cấp 8 và sau đó đến đầu giờ chiều ngày hôm nay thì chỉ còn là một áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6 giật cấp 9, còn ở cửa ông của Quảng Ninh gió mạnh cấp 6 giật cấp 7. Dự báo là trong sáng nay thì khu vực từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Còn ở trong đất liền đối với khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang hay Thái Bình, gió cấp 5, cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Người dân không được chủ quan bởi vì với sức gió như thế này thì vẫn có thể gây nguy hiểm làm gãy đổ cây cối, tốc mái nhà hay biển hiệu quảng cáo. Hoàn lưu của cơn bão tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ. Từ tối qua cho đến bây giờ thì cát Hải của Hải Phòng đã có lượng mưa là trên 100 mm, còn ở Hạ Long của Quảng Ninh cũng là hơn 80 mm. Dự báo Bắc Bộ mưa kéo dài từ nay cho đến hết thứ tư, trong đó phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa là từ 100 đến 200 mm và có những nơi mưa rất to trên 300 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi, các khu vực hầm lò khoáng sản và ngập úng tại những vùng trũng thấp và các khu đô thị. Ngoài ra thì ở khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định cũng cần phải đề phòng chiều cường kết hợp với nước dâng do bão. Mực nước tại hòn dấu của Hải Phòng có thể lên tới 4 m còn tại cửa ông mực nước dự báo lên tới gần 5 m kèm theo sóng lớn, có thể gây ngập tại những khu vực trũng thấp ven biển ven sông, làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật diễn biến mới nhất của cơn bão số 2 trong các bản tin tiếp theo.